Xin kính chào quý vị đang xem bản tin của báo Tuổi Trẻ và tôi là Thanh Vy. Thưa quý vị, tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đã khiến Mỹ phải lên tiếng. Mới đây, Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi tập trận quanh Đài Loan. Washington nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng thực hiện các cam kết an ninh của mình ở châu Á. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng Washington liên tục kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế và không thay đổi hiện trạng, đồng thời cũng cho biết Mỹ vẫn đang theo dõi chặt chẽ các hành động của Bắc Kinh. Phía Mỹ cũng cho rằng họ cảm thấy thoải mái và tự tin rằng có đủ nguồn lực và khả năng trong khu vực để đảm bảo hòa bình và ổn định, cũng như đáp ứng các cam kết an ninh quốc gia. Trong thông báo vào ngày 8 tháng 4, Bộ Tư lệnh Chiến khu phương Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BLA cho biết quân đội nước này đã tập trận quanh Đài Loan kéo dài từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 4. Theo đó, quân đội Trung Quốc tiến hành tuần tra, tăng cường năng lực sẵn sàng tham chiến. Bên cạnh đó, các hoạt động diễn tập quân sự khác song song cũng sẽ diễn ra ở khu vực gần như bao trọn vùng biển và trên không quanh Đài Loan. Theo hãng tin Reuters, phía Đài Loan phát hiện 71 máy bay quân sự và 9 tàu chiến Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan trong ngày 8 tháng 4. Thông tin tập trận của Trung Quốc được công bố ngay sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có chuyến quá cảnh tại Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Trong khi phía Trung Quốc xem chuyến đi này là một hành động khiêu khích, thì phía Đài Loan đã chỉ trích Trung Quốc làm cái cớ để tiến hành các cuộc tập trận quân sự, gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Bắc Kinh gia tăng hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 5 tháng 4 khi quá cảnh ở bang California, Mỹ, sau khi bà có chuyến công tác đến khu vực Mỹ Latin. Quân đội Đài Loan tuyên bố sẽ phản ứng với thái độ bình tĩnh, hợp lý và nghiêm túc. Trong khi đó, truyền hình quốc gia của Trung Quốc công bố các cảnh quay về cuộc tập trận của quân đội nước này. Các cảnh quay cho thấy tàu chiến trên biển và các bệ phóng tên lửa di động trong trạng thái sẵn sàng, nhưng không có cảnh tên lửa được phóng đi. Trung Quốc đã khởi động cuộc tập trận quân sự xung quanh đảo Đài Loan ngày 8 tháng 4. Họ gọi đây là cảnh báo nghiêm túc đối với chính quyền Đài Loan sau cuộc gặp giữa bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Cuộc tập trận mang tên Thanh kiếm sắc bén thống nhất sẽ kéo dài 3 ngày cho đến ngày 10 tháng 4, theo chiến khu Đông Bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Cuộc tập trận diễn ra sau khi bà Thái Anh Văn từ Mỹ về lại Đài Loan. Quân đội Trung Quốc tuyên bố họ sẽ điều máy bay, tàu và quân nhân vào các khu vực trên biển và trên không ở eo biển Đài Loan, ngoài khơi bờ biển phía Bắc và phía Nam, cũng như phía Đông của đảo Đài Loan. Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lập tức chỉ trích cuộc tập trận trên của Trung Quốc. Bà tuyên bố sẽ hợp tác với Mỹ và các bên có cùng chí hướng để đối phó Bắc Kinh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin báo Tuổi Trẻ. Tất cả thông tin sẽ được cập nhật trên tuổitrẻ.vn, video.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube của báo Tuổi Trẻ. Xin cảm ơn.